Đang làm cái món heo heo quay lâu. Bạn thấy dân dã chưa? Giờ sao ta? Giờ ấy sao cho quay cái da xuống á. Để đưa đưa dĩ cái nướng mẹ móc. luôn đi. Ừ đúng rồi, để lên dĩ cái nướng đúng rồi, nướng cái da. Nữa bạn thấy ngon không bạn? Không. Quán này là cái món gì cũng ngon nha. Cái này là nói chung là mới thử nghiệm thôi, chưa có ra món nha. Nữa là thành công là sẽ bán luôn các bạn nha. Bán nguyên cái sale quay heo ăn trước luôn á. Quay gà quay heo rất là ngon, nướng ớt rồi rất ngon luôn. Thì đang thử nghiệm nướng luôn, rất là ngon, họ vàng ngon ghê không? Coi quay tao vậy là chết chết không luôn. có. Quay thật lý như nào, bữa nào đẹp cũng quay mà. Quay món ăn thôi, rất là đẹp, ngon các bạn ha. Quán các bạn yêu thích cái kênh này thì nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha. Ở đây có mấy chị vui vẻ lắm. Bữa nào mình sẽ phát trực tiếp cho các bạn các bạn yêu quý kênh, nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha. Nhớ mời các bạn đăng ký ủng hộ nha. Các bạn thấy không, quán này rất là đẹp nha. Gà đây là gà 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 rừng, gà gì không á. Rất là đồ ăn rất là phong phú, có vịt nữa nè. Quán này rất là rộng luôn á. Để mình quay bối cảnh hình vòng cho các bạn coi nha. Đây là con của chị chủ nha, thương không, hết quả đầu mới hết, bà mới hết quả đầu á, bà phá nhất, bà quậy nhất quán luôn á, đó bà phá dữ lắm. Này các bạn thấy không, quán rất là rộng luôn, khúc xa này để nuôi nuôi mấy những cái con vật á, để quán khách vô ăn á là người ta sẽ mình là người ta mới mần nha. Bạn đây gà tre nè, gà tre nha. Bạn nào yêu thích kênh thì có đi ngang thấy món ăn mình đang ngon hay gì đó muốn ủng hộ quán thì quán này có tên là Đồng Quê nha các bạn nha, gần gần ngay chợ Bình Đức đó, ở Mỹ Tho, Tiền Giang nha. Bạn nào muốn địa chỉ quán thì comment cho mình nha, rồi mình sẽ cho các bạn địa chỉ nha. Con gà này nè các bạn, bạn thấy nó khổng lồ không? Là cái mùa mà dịch bệnh này kia cái nọ là người ta chết hết trơn luôn, còn có mình nó là như nó được đột biến gen, các bạn thấy không, nó bự gấp 5-6 lần con người ta luôn á, nó kinh khủng, nó bự lắm các bạn thấy không. Một con gà này, con gà mái bình thường rồi mà nói gì nè, các bạn thấy nó kinh khủng không, bự lắm nha. Rồi các bạn thấy hay thì ủng hộ kênh mình nha nha. Đây gà là nhiều lắm, đây chủ yếu là gà nha, thường có nhiều lắm. Có con bé na đâu rồi, bé na chết hả, sao vậy? Lúc lúc trước đây có con bé na bự đó các bạn, con gắn bự lắm, con gắn gì ta, nó thương lắm mà sao chết, con gắn ghi voi mà nó bự lắm các bạn, nó chết. Này con gà sao đó nha các bạn, quay cho bạn coi nè, khách ăn mới mần nha chứ không có mần trước nha. Rồi thôi các bạn nhớ hay ủng hộ kênh thì nhớ nhớ đăng ký cho mình, ủng hộ mình nha, tại kênh mình mới phát có 1-2 tập thôi, các bạn muốn theo dõi hay đăng ký ủng hộ để mình có động lực để ra nhiều video khác cho các bạn coi nha. Chào các bạn nha.